một tháng là được miễn thuế. Thường thì học sinh sẽ trước khi đi học trở lại á, sẽ có những ngày mua đồ giảm giá, giảm thuế như quần áo, máy móc, vì điện thoại này kia các kiểu đó. Đồ ăn thì không tính thuế nguyên một tháng luôn. Trái thấy thương chưa? Đây là trái lê giàu ở Mỹ nè, xe tay ga cũng có. Nhung chào buổi sáng tất cả cô bán chị em gần xa đã quay trở lại kênh Nhung Đặng Phám Ly Cuộc Sống Hoa Kỳ. Hôm nay hai vợ chồng Nhung tranh thủ đi chợ. Cô bán chị biết là lâu lâu mới có được dịp như thế này, nhưng không biết là những cái tiểu bang khác có được giảm thuế nhân cái mùa mà học sinh đi học hay không. Ở thành phố Memphis, tiểu bang Tennessee này á, là mấy năm nay á, là theo Nhung biết á, là một năm là sẽ giảm giá nguyên một tháng luôn cô bán chị. Một tháng là được miễn thuế cho tất cả những cái đồ ăn. Thường thì học sinh sẽ trước khi đi học trở lại á, sẽ có những ngày mua đồ giảm giá, giảm thuế. Ở bên tiểu bang của Nhung thì hôm bữa trước, 2 tuần trước là mua đồ giống như những cái đồ em đi học như quần áo, máy móc, vì điện thoại này kia các kiểu đó thì không tính thuế. Memphis cô bán chị là mua đồ không có mua đồ ăn nha, không tính thuế. Đồ ăn thì không tính thuế nguyên một tháng luôn. Nên là hôm nay chủ nhật nè, Nhung đi làm trễ á, Nhung với anh xã sẽ tranh thủ đi chợ để mua cái đồ khô để dành, giống như là gạo bún này kia đó cô bán chị, những cái đồ mà lâu hư đó thì mình mua mình để dành ha. Tại vì lâu lâu mới có dịp nên là tranh thủ đi mua. Bây giờ Nhung mời cô bác chị mình theo hai chồng Nhung đi chợ nha, đi khám phá đây những cái chợ ở gần gần khu vực nhà Nhung ở bán những cái gì nha. Nhà Nhung đang ở thuộc Southaven của tiểu bang Mississippi, giáp ranh với lại thành phố Memphis của tiểu bang Tennessee. Và đây là Stateland, là ranh giới giữa hai tiểu bang. Thì nói chung cái tiểu bang Nhung ở là thuộc vùng thôn quê nên là không có chợ Á Đông và cũng không có chợ Costco luôn. Nên là thường mỗi lần Nhung đi chợ Á Đông là Nhung phải sang bên thành phố Memphis này. Khoảng cách từ nhà Nhung đến những chợ này khoảng từ 20 đến 30 phút. Đường thì cũng dễ đi, dễ tìm, nhưng mà Nhung chưa tự đi lần nào hết. Thường thì Nhung sẽ đi với ông xã ha. Thì Nhung sẽ để ý những cái biểu tượng, thường thường đó là Nhung sẽ để ý những cái biểu tượng giống như đây là nữ thần tự do, là sẽ sắp đến một cái chợ nào đó, và những cái biểu tượng khác giống như cây cầu hoặc là cái gì đó thì thường thì Nhung hay để ý, tại Nhung cũng không rành đường đó. Và đây là cái chợ đầu tiên hai vợ chồng Nhung đến. Nhung chào cô bác anh chị nha. Hiện tại thì Nhung đang có mặt ở chợ Farmer Market nè cô bác anh chị. Ở Nhung thì thường hay gọi là chợ quốc tế. Chợ này á, là cũng lớn lắm cô bác anh chị, lớn so với cái chỗ vòng vòng khu vực chỗ Nhung ở đó. Sáng sớm nắng quá cô bác anh chị mình thông cảm. Đây là tên chợ Farmer Market, mà cạnh bên đây người ta cũng có để một cái tên tiếng Việt là chợ quốc tế. Rồi bây giờ Nhung mời cô bán chị mình vào trong khám phá nha. Đây là cái lối đi vào. Cô bán chị mình thấy người ta trưng bày rất là nhiều sản phẩm luôn ha. Nước cốt dừa, mì gói, và bên đây cũng có nhân viên đang chất hàng lên để giống như là trưng bày sản phẩm ra ngoài đó. Chợ này là chợ Nhung thấy lớn nhất ở chỗ khu vực nhà Nhung ở. Bán nhiều trái cây và hàng hóa nhiều lắm cô bán chị. Trái cây thì hầu như trái cây Việt Nam đủ loại luôn đó. Giờ Nhung sẽ đi dẫn cô bán chị mình vào bên trong để tìm hiểu coi những trái cây lạ lạ nha. À hình như bên đây Nhung thấy có mít nè. Để Nhung dẫn cô bán chị mình qua đây xem mít nha. Nhung cũng thích ăn mít lắm. À đây là mít tố nữ hả? Sao cái hình giống mít tố nữ quá ta? Cũng rẻ ha, 1 đồng 29 cent cũng rẻ. Để Nhung kinh xả Nhung lựa thử trái coi. Mà không biết phải tố nữ hay không đây nè. Mít thì để hình tố nữ nhưng mà không biết là bên trong là có tố nữ hay không. Bây giờ mình mua thử nha. Anh say say bị hư không? Không hư thì lấy trái đó. Dạ. Sao hư không hư? Ý nó có mềm không? Có bị thúi không á? Ngát hả? Cái lấy trái đó này nhỏ nhỏ vậy ha. Thơm không? Thơm gì đâu. Chưa thơm hả? Thấy hình là mít tố nữ nè cô bác anh chị, nhưng mà không biết bên trong là có phải giống như ông chú mình Việt Nam nói không đó. Bên Việt Nam có ông chú mình Việt Nam không đó, ông trồng cây mít xong á, hái trái rồi nó rớt từng múi chưa? Thơm. Không thấy thơm hả? Cuốn là xanh vàng. Chắc giờ mình Về cắt cuốn, đục cuốn hả? Wow. Mình tới ít thôi chứ nhiều quá sao ăn hết, còn trái này coi. Để nó mới khỏe không à, sao. méo mà nó bị gai à. Cái này cũng ngon nè, cái này cũng ngon nè. Mấy trái này nhỏ thôi. Thôi một trái nhỏ đi, bự quá sao ăn hết. Tao muốn mua trái bự. Thôi bự là bự trái này mới ngon nè, chứ còn trái kia mấy cái kia không ngon. Mà sao nhiều quá ăn hết hả? Thôi lấy trái nhỏ lên đây. Trái nhỏ lỡ có không ngon thì cũng không sao, chứ bự lỡ cũng ngon. Lấy trái này cũng 20 pound rồi. À cũng mười mấy 20 pound à. Cũng hai mấy 30 đồng à. Thôi trái nhỏ đi. Cái nhỏ quá. Thấy nhỏ quá hả? Vậy thôi lấy trái này đi.
Việt Nam ham to. Việt Nam ham to cho trái lớn. Dạ. Ở đây nó mới căng mọng. Ồ, mít kìa cô bán chị ơi, trái nào quá nấy quá chừng trái luôn. Đây có bán dừa khô nè, dừa khô đen, dừa khô mới lột, rám vỏ. Đây là khu vực trái cây nhiều lắm cô bán chị. Đây có sabuche nè, và dưới đây có trái lê. Rồi nói chung là có đủ loại trái cây hết cô bán chị. Từ xa xa Nhung thấy có thanh long vàng nè, có chôm chôm nè. Đây là trái lê này, lê Hàn Quốc gì đó, ngon lắm. À, tiếp đến bên đây là ổi. À, để Nhung mua thử ổi coi. Ổi có giá 2 đồng 99 cent/pound à. Mà nhìn thấy cũng tươi cũng ngon lắm nè, mà không biết bên trong có ngọt hay không. À, để Nhung mua thử vài trái về ăn ha. Tại Nhung cũng thích ăn ổi lắm. Thấy cũng tươi ngon lắm nè, 2 đồng 99 cũng rẻ. Và bên đây là thanh long ruột tím, ruột trắng nè, có chôm chôm nè cô bác anh chị. Ha, đủ loại trái cây Việt Nam hết. Trên đây là trái này là trái trái này là giống như là trái nhãn lồng tàu, còn gọi là chanh dây ha. Ở dưới quê Nhung trồng nhiều lắm. Rồi tiếp đến bên đây là họ để Nhung mua một trái đu đủ để về làm gỏi. À, bên này cũng có mãng cầu gai nữa nè. Mãng cầu gai thì nói chung là cái màu không đẹp nhưng mà cũng được. Đu đủ thì cũng rẻ, thôi để Nhung mua một trái về làm gỏi nha. Cho đủ về làm gỏi bà khía nha. Chanh nhà còn. Nói chung chợ này bán rất là nhiều trái cây cô bác anh chị. Nhung chỉ mua những loại trái cây mà Nhung cần tìm thôi ha. Và bên đây là khu vực là tỏi nè, hành tím, hành hương này kia các kiểu luôn. Nói chung là người ta bán, người ta trưng bày từng khu vậy đó cô bác anh chị. Mình dễ tìm mà cũng dễ mua lắm. Hôm nay tỏi cũng rẻ lại nè. Một dây tỏi 5 củ như thế này thì có giá 2 đồng 99. Bên đây là bí nè, khoai lang. Khoai lang thì có khoai lang ruột vàng, ruột tím, ruột trắng này kia. Nhưng mà Nhung thấy khoai lang ruột tím ngon nhất. Bên đây khoai mì, khoai môn, khoai cao. Rồi cũng có khoai từ, rồi cũng có khoai mỡ nè cô bác anh chị, khoai ngọt á. Để Nhung lựa mua một củ khoai môn và để dành nấu curry và để dành làm chả giò luôn. Và bên đây là khu vực xả cây. Xả cây một bó như vậy là 5 đồng rồi cô bác anh chị. Bắp cải này kia các loại ha. Khu vực thành phố Memphis này cũng có nhiều chợ Á Đông lắm cô bác anh chị. Nhưng mà Nhung thấy chợ quốc tế này là một chợ lớn nha. Trưng bày này kia sản phẩm nhiều, khuôn viên cũng rộng và bán rất là nhiều rau cải, thịt cá này kia. Nói chung là cũng có bán cá tươi và cũng có bán cá đông đá, đông lạnh này kia. Và hầu như tất cả các món ăn đồ Việt Nam á, giống như là hến, ốc này kia nọ cô bác anh chị, cua ghẹ này kia các kiểu là đều có bán hết. Nhưng thấy một số giống như là đây là mực nè. Mực người ta cắt sẵn ra cũng để đông đá ha. Mực rồi tôm, thịt cua, thịt ghẹ, rồi nói chung cá chả này kia, nói chung đủ loại trơn á. Cá gì cũng có hết trơn cô bác anh chị. Thậm chí có cá lòng tông, rồi có ốc bu vàng. Rồi nói chung có ếch nữa nha. Nói chung là đủ thứ, hầu như là món ăn gì cũng có hết mà đều không có được tươi, đều qua đông đá hết rồi. Đó cô bác anh chị, mình thấy người ta để trong những cái tủ đông như thế này mình dễ tìm lắm. Bên này người ta cũng bán cá tươi nè, giống như cá hú, cá ba sa, đầu mực, đầu tôm này kia, người ta cũng cắt sẵn như thế này. Tại vì Nhung đi sớm cô bác anh chị, cái tiệm này vừa mở cửa là Nhung vừa bước vào luôn. Nhung phải tranh thủ thời gian để về còn đi những chợ khác và còn đi làm nữa đó, nên là người ta chưa kịp bỏ những cái đồ tươi ngon ra. Hôm nay chủ yếu vào chợ này thì Nhung chỉ coi giá, so sánh giá những cái chợ khác, và chủ yếu là mua đồ khô là nhiều ha. Chứ Nhung cũng không có quan trọng là mua những cái thịt cá này nhiều lắm. Chủ yếu là mua đồ khô thôi. Gạo, nước, mắm, bún, mì này kia các kiểu đó. À, cái này là cái gì đây? Cái này là Nhung thấy người ta thường hay nấu phá lấu này kia nè cô bác anh chị. Cái này giống như là khăn lông, khăn bàn gì đó. Cũng ngon lắm. Nhung đã từng ăn mấy lần rồi nhưng mà cái cách nấu món này thì Nhung chưa biết nấu ha. Nhưng mà hôm trước Nhung có chị bạn nấu cho ăn ngon lắm. Ở đây người ta cũng có bán sẵn, người ta cắt sẵn như thế này. Mình chỉ về rửa sạch vệ sinh là mình nấu thôi. Cũng rất là tiện luôn. Ở khu vực thịt thì người ta bán, người ta chia từng cái hộp nhỏ như thế này. Mình cũng rất là dễ mua. Giống như thịt ba chỉ, thịt phanh giò này kia. Rồi giống như tim, lưỡi, gan này kia, phèo phổi. Người ta để riêng từng phần hết. Mình dễ mua lắm. Tiếp theo bên đây là khu vực đồ hộp, đồ lon. Thì những trái cây giống hộp, đóng lon như thế này. Và những cái sản phẩm giống như đồ khô đó, mình thấy người ta trưng bày rất là đẹp ha. Để theo từng hàng và kiểu màu sắc này kia, nhưng để từng loại, phân loại như thế này. Thứ nhất vừa đẹp mắt, thứ hai nữa người mua cũng dễ tìm, dễ thấy đó cô bác anh chị. Nhung với anh xã Nhung đang tìm cái loại dầu hào và loại nước tương cũng giống như nước mắm. Để coi mình so sánh giá mình mua nhiều để dành đó.
Bây giờ vật giá leo thang nên cái gì cũng mắc và cái gì cũng tăng giá hết cô bác anh chị. Nhất là nước mắm nè. Ngày xưa nước mắm ba con cua là Nhung mua chỉ 2 đồng 99 cent thôi. Bây giờ là 6 đồng 99 là 7 đồng một chai đó cô bác anh chị. Và những loại nước mắm khác cũng tăng giá luôn chứ không phải riêng nước mắm ba con cua. Nước tương, gạo, thóc gì tất cả các thứ đều tăng giá hết cô bác anh chị. Đặc biệt một điều là hôm bữa giờ Nhung thấy cơn sốt của tương ớt hiệu con gà đó. Bây giờ cái tương ớt này cũng không phải là hiệu con gà nữa cô bác anh chị, nhưng mà cũng tăng giá theo và giống như kiểu giới hạn mỗi một người chỉ mua được một chai thôi. Bên này là khu vực gạo tấm nếp. Nhung thấy chợ này bán tương đối là rẻ hơn những chợ khác. Hôm bữa trước Nhung mua một bao gạo ba cô gái tới 60 đô. Nhưng mà chợ này ngày hôm nay Nhung mua một bao gạo 50 pound chỉ có giá 49 đồng 99 thôi. Thì Nhung thấy tương đối là rẻ hơn so với những chợ khác. Nên là Nhung với anh xã quyết định là mua 3 bao để dành luôn. Rồi xong một chợ rồi cô bán chị ơi. Bây giờ sẽ chất đồ ra xe. Còn trái mít mới nặng nữa. Tập mấy cái này đuối vậy. Anh xã nói sáng anh điểm tâm 3 bao gạo chứ mít. Rồi xong một chợ cô bác anh chị ơi. Anh xã Nhung anh đi đẩy xe đi chợ để vô cái khu để xe đàng hoàng rồi. Bây giờ hai chồng Nhung sẽ tiếp tục di chuyển qua một cái chợ khác nữa ha. Lúc nãy khi tính tiền thì hỏi các em tính tiền á, em nói là tôi không tính thuế đến tháng 10 luôn cô bác anh chị. Thì để Nhung sẽ cập nhật thông tin thêm, mà có gì Nhung sẽ chia sẻ đến cô bác anh chị mình nha. Rồi bây giờ mời cô bác anh chị mình di chuyển qua chợ khác nha. Anh xã ảnh bưng mấy cái bao gạo xong giờ nhìn mặt đuối 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 luôn. Sáng ăn có chút xíu cháo rồi mà bắt ginh ba bao gạo rồi ginh mít đồm lum la chơi. Rồi mời cô bác anh chị mình theo hai chồng Nhung đi nữa nha. Và đây là cái chợ thứ hai hai chồng Nhung đến. Chợ này thường thì người Việt Nam hay gọi là chợ Bà Tàu cô bác anh chị, tại vì chợ của người Hoa mà có hai chợ, một chợ ông Tàu, một chợ Bà Tàu, nên là người ta phân biệt gì cho dễ kêu, dễ nhớ, dễ biết đó. Cạnh bên đây cũng có cái nhà hàng, đây là nhà hàng Phở số 8. Hồi đó Nhung đi chợ đây biết bao nhiêu lần nhưng mà chưa bao giờ vào trong nhà hàng đó ăn lần nào hết. Rồi tiếp tục vào trong khám phá. Anh lấy xe đi anh à. Lấy xe đỏ thôi cũng được. Anh đi mua nước mắm này kia. Xe bị xin ba trao rồi hả? Rồi, xong rồi cô bác anh chị ơi, hai chợ xong rồi ha, bây giờ đi về thôi. Sẵn trên đường đi này á, Nhung với anh xã quyết định ghé chùa luôn cô bác anh chị để mua một ít rau với lại mua đồ ăn ủng hộ chùa luôn ha. Ghé đây thì có bánh flan nè, đồ ăn đồ chay, nói chung là bánh ướt này kia các kiểu luôn. Đặc biệt là rau, Nhung thì thích ăn rau muống á, mua rau muống rồi mua đậu rồng, đậu que. Đậu này là cô bán chị, đậu này giống như đậu Hà Lan á, đậu này xào rất là ngọt và ngon luôn, nhất là xào tôm thịt á, ngon lắm. Đậu mới hái vô rất là tươi và ngon. Đó rồi bây giờ mua xong rồi đâu cô bán chị ra về ha, tranh thủ tích tắc hai chồng sáng lo chạy không á. Đi là từ sáng sớm lúc 8 giờ, chợ 8 giờ rưỡi mở cửa là 8 giờ đi. Đi xong rồi xuống tới chợ là chợ vừa mở cửa là mình chạy ra mua liền luôn. Tranh thủ như vậy đó. Thì bây giờ đang trên đường chuẩn bị ra xe về thì bạn của anh xã Nhung anh có gọi á, ảnh nhờ đi qua lấy đồ để sửa giùm cho ảnh á, nên giờ Nhung với anh xã Nhung đang trên đường chạy qua nhà của anh bạn á luôn. Sẵn qua đây Nhung sẽ quay cho cô bác anh chị mình xem cái khu nhà lớn ha. Khu nhà giàu là khu nhà lớn, nhà lầu đó cô bác anh chị, còn khu nhà của Nhung là nhà nhỏ, nhà nghèo thôi. Rồi giờ mời cô bác anh chị mình theo hai chồng Nhung tiếp tục đi nữa nha. Con đường này á là đường Gateway, có rất là nhiều nhà thờ cô bác anh chị. Từ xa xa cô bác anh chị có thể nhìn thấy nhiều xe đậu ha. Người Mỹ người ta tín ngưỡng cái đạo Công giáo rất là nhiều, và chủ nhật thì người ta hay chọn cách là đi nhà thờ đó. Còn người Việt Nam mình thì chủ nhật hay đi chùa, nhưng mà chỗ chùa Nhung hay đi á, thì thỉnh thoảng Nhung cũng có bắt gặp một vài người Mỹ đi, thì chứng tỏ người ta cũng tín ngưỡng tôn giáo Phật giáo của mình. Đây là cái khu gần nhà của anh bạn của anh xã Nhung nè. Khu này đang phát triển xây dựng rất là nhiều, cũng như là công ty xí nghiệp cơ sở gì đó cô bác anh chị.
Và cái khu nhà ở đây cũng đặc biệt hơn những khu nhà khác. Nhà đây là hoàn toàn là nhà lớn không à. Nhà hầu như là nhà nào cũng có lầu. Và nhà ở đây là khoảng mấy trăm ngàn trở lên không đó cô bác anh chị, 500-600 ngàn đó. Rồi đến nhà rồi cô bác anh chị ơi, bây giờ Nhung sẽ dẫn cô bác anh chị mình vào bên trong để khám phá khu vườn ở phía sau nhà ảnh nha. Đi tham quan, tham quan nhà giàu. Giàu này cũng có chiếc xuồng giống như anh xã nha cô bác anh chị. Mấy ông này mê dễ sợ luôn ha, mỗi người có một chiếc xuồng này nè. Anh này nhà giàu lắm nên cái gì cũng có hết trơn á. Nhà giàu nè, cho cô bác anh chị mình xem nhà giàu ở Mỹ nè. Nhà xe không? Cho tay ga cũng có nè ha. Xuồng ghe máy móc gì cũng có hết trơn. Dạ ơi, ông chạy bỏ ngoài đó. Nghe mê xuồng, mê đồ đi câu. À. Sẵn đây cho cô bác anh chị mình coi cái cây lê nhà ảnh nè. Trời đó cô, trái thì thâu luôn á. Bây giờ là nó còn nhỏ nghe cô bác anh chị ha. Nó còn nhỏ, trái nó còn nhỏ nè. Khi mà nó lớn là một cái ha, trái kinh khủng khiếp luôn. Hình như là ảnh mé bớt mấy nhánh rồi sao á. Năm ngoái ha, trái xà xuống qua bên sân nhà người ta quá chừng luôn. À chắc ảnh mé nhánh bớt rồi nè. Cô bác anh chị thấy trái thấy mê luôn chưa? Trời ơi, thấy ham luôn chưa coi nè. Thích quá. Đó. Trái triểu cành luôn ha. Đây lâu lâu qua cho cô bác anh chị mình xem cái vườn nhà của cái anh bạn anh xã Nhung nè. Trái thấy thương chưa? Đây là trái lê nha. Đây nè. À, trái quá chừng trái luôn. Mà năm nay hình như là ảnh mé nhánh bớt hay sao á. Chứ năm ngoái, đúng rồi, ảnh mé nhánh bớt nè. Năm ngoái ha, cô bác anh chị biết ha. Nó vừa rợp qua bên sân nhà người ta nè, quá chừng trái luôn. Ủa còn cây này cái gì ta? Cây này trái gì đây? Ủa cái này trái gì ta? À, này hình như là giống trái táo á. Thấy không? Ăn thử trái ai. Nó còn nhỏ không biết trái gì đây. Cái gì mà muốn hư à. Gụm đặt dấu hết trơn. Cái táo của anh chị ơi. Cái táo. Ở sân vườn sau nhà ảnh nè. Ôi ôi. Cũng rộng thênh ha. Rộng thênh thang luôn. Trái quá chừng trái luôn à. Trái này ăn được chưa ta? Chắc ăn được rồi. Trái lớn rồi ha. Hai anh mấy trái vậy ạ? Nhà anh này anh trồng cũng nhiều lắm. Hai mấy trái gì? Trái này còn sống ăn chua chua giống như ổi á cô bác anh chị. Hái quanh mấy trái về ăn. Đây nè, đây nè. Đây nè. Bên đây. Đây nè. Đó. Đó cô bác anh chị thấy đi qua nhà vườn ảnh nha, hái luôn. Đây, anh này anh cũng không có ăn đâu. Anh trồng chứ năm nào Nhung qua Nhung cũng hái hết trơn á. Để Nhung lấy cái bọc hái ha, hái thêm vài trái nữa về bển ăn. Rồi cái này anh cắt cớt đi cho nó ngấy lên chứ để. Cắt sát sát như đó. À, cắt ngang. Ngang vậy đi. Ngay trong trong mình anh kìa, đừng cắt trong kia quá, lá nó sâu, cắt ngoài từ từ vô. Ừ. Cắt ít được rồi, nhiều quá ăn đâu hết đâu. Tấm nghe cắt như cắt lúa đại đi. Cây mình ra mà cắt như cắt lúa. Đâu. Này của chùa không à. Cắt lên hay có gì đâu. Ừ thì mà anh cắt cái mới tốt quá, không cắt là không có tốt đâu. Nè, họ lúc trước cắt không à. Rồi đó mấy lần rồi đó. Ừ. Già hết trơn. Rồi được rồi, nhiêu được rồi. Mấy lần rồi đó, cắt đi. Có gì đâu. Tao lo qua tao bứt 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 vậy. Dạ hai cái lê. Chuyến mưa nữa rồi kìa. Đi ra đây hái lê của bác anh chị à. Anh coi. Nè mấy trái già già nè. Trái già già nè. Vậy hái đi. Trái này nó rụng rồi. Ờ cái này nó sắp rụng rồi. Nó chín nó già quá. Bây giờ chưa cho vài bữa nó rụng nè. Dưới đây cũng có rụng mấy trái nè. Nó rụng tới này rụng hết trơn. Ừ. Nè đó chùm lên nè, chùm hai trái này nè. Chùm hai trái này nè. Chùm hai trái này nè anh. Hai chồng đi qua tàn phá. Tàn phá khu vườn phải không? Ờ. Cái này hả? Dạ dạ. Không ăn cái rửa nó cũng rụng hết à. Nè không, đụng tới rụng rồi. À đụng tới rụng. Cái này ăn giống như ăn ổi cô bác anh chị, nó còn sống ăn như ổi đó. Nó chín thì nó mềm ha, nhưng mà mềm đâu, trái này cũng khó mềm lắm. Có mềm anh ơi, rụng à. Mềm. Anh chín quá là nó mềm mà nó kiểu như mềm nha. Mềm mà không có ngon. Mềm cái nó nhão nhão á. Dạ. Cái gì loại giờ ở đây này nó cứng dữ lắm. Đây nè, hai trái bự rồi nè. Dạ, bự qua đây nè. Nó bự qua đây.
Phải nó rụng. Hai chồng đi qua, đi chợ xong sẵn ghé nhà của anh hái. Thôi được rồi nè, nhiều quá ăn cũng không hết đâu, mai mốt ăn nữa qua hái. Không hết cho, mai mốt qua nó cũng hết. Thì mốt cho anh hái cho. Được rồi, được rồi. Đó, cái, đây là cây hồng nè. Ngò này có lên không vậy? Có, trời, tốt quá trời tốt rồi. Em trồng mà tốt lắm. Cây hồng cánh nhỏ xíu, xíu mà trái thấy thương nè. Cây hồng nhà Nhung chết queo, uổng quá. Bác anh chị thấy cây hồng. Cái này cái gì? Cái táo hả? Nhưng mà lớn như thế này ngâm này kia ngon lắm đó. Sao có chút xíu xíu vậy? Ừ, táo này táo gì đó, táo Mỹ. Nó sâu quá anh Hải hả? Sâu quá nè. Nó sâu quá chừng luôn nè. Ủa gì, gì giống cái táo nhà ta trồng luôn rồi. Vậy này giống cái táo nhà mình anh ơi. Táo này ăn được á. Giống cây táo nhà mình. Đâu, không, cây nhà mình lớn hơn anh ơi. Cây nhà mình trái lớn hơn. Nhưng mà cái khi mà nó chết rồi nó lên lại á, là cứ cắt mình cắt bỏ lên lại cái trái nhỏ nhỏ gì. Vậy hả? Nó rụng quá chừng rụng. Mà kìa nó rụng như đất gặp ấy. Cái này nó rụng giống như trái gì ha. Đúng rồi. Cái này giống như trái gì chứ không phải giống trái táo. Giống như trái gì mà em thấy trong táo rừng á. Mà này cái này nó tháp như cái táo mình. Xưa không biết có bài tao với lại tụi trôi tụi mấy kia nó đi qua bọt hái mấy trái này nè. Trái kìa hết xích trái luôn. Giống như là trái trứng cá luôn ha. Nhiều dữ sợ luôn rồi nè. Thôi được rồi, đi về đi làm, nó tới giờ. Bây giờ trái ngon mà bốc qua hái. Ta dừng rau anh nè. Rồi thôi đi về tranh thủ đi làm. Ta bứng ra ta làm lại. Rồi anh lấy ra anh cắt mấy bẹ ngoài để cho nó tốt. Đâu này mới bứng ra nó chưa bứng ra mấy cắt mấy bẹ ngoài ra. Chưa bán. Bứng mà không thấy bỏ phân gì. Bỏ mà cắt cái gì đủ. Đó tao ngấy không. Đây thì đó cắt lắm. Đây nè cô bác anh chị thấy nhà vào đại gia mà còn cắt cỏ bằng máy đẩy nè chứ không có lấy máy chạy nữa chứ chưa. Máy lái nữa ha. Làm mấy cái đó đẩy máy này kia giết rồi người héo hết. Cái đầu tao chạy ra nè. Vui chưa? Khu này là nhà giàu lắm cô bác anh chị. Khu này nhà lớn không ha? Đây cô bác anh chị thấy nhà khu này lớn lớn không à? Trời đang chuyển mưa, đang hơi bị tối. Về đến nhà rồi cô bác anh chị ơi. Bây giờ hai chồng lo tranh thủ để bưng khiêng đồ vô ha. Đây cô bác anh chị thấy đồ đạc tùm lum hết trơn ha. Bây giờ phải soạn ra. Những cái rau cải thì Nhung sẽ cất vào trong tủ lạnh để thay bị hư đó. Còn những cái đồ khô thì đi làm chiều về mới tính tới cô bác anh chị ơi. Không kịp thời gian, sáng sớm mà lo chạy không à. Chị mua được mấy cái hũ này nè. Đây là dầu hào, rất là thích luôn. Một cái hũ như thế này 5 pound mà có 9 đồng mà cô bác anh chị, tính ra rẻ hơn cái chai ha. Tính ra cái hũ này là rất là nhiều mà lại rẻ hơn đó cô bác anh chị. Nên là ở chợ thì chỉ có hai cái hũ này thôi, nếu mà còn nhiều Nhung cũng mua thêm nữa. Tại vì dầu hào mình ăn hàng ngày rất là nhiều, nhà Nhung hay nêm nếm dầu hào lắm. Nên là nấu ăn rất là hao. Mua được hai hũ dầu hào là thích lắm luôn á. Cũng sắp đến giờ đi làm rồi, Nhung sẽ đem cất phần rau cải ha. Còn những cái đồ khô này Nhung sẽ để đây, chiều Nhung về Nhung dọn dẹp vô chứ bây giờ không có thời gian cô bác anh chị. Đây là nước mắm Nam Ngư. Nước mắm Nam Ngư này cũng ngon lắm cô bác anh chị, có giá 2 đồng 99 một chai nửa lít ha. Thì Nhung mua một thùng là 12 chai thì mua một thùng thì được tặng thêm một chai. Tính ra cũng lợi mà không có thuế nữa. Nói chung là đồ khô thì Nhung hay mua để dành nhà Nhung lúc nào, nói chung là đồ lúc nào cũng có hết trơn á. Tương ăn phở này kia, tương ớt này kia, các kiểu lúc nào nhà cũng có sẵn hết. Mình mua để sẵn gì khi nào mình ăn có đó cô bán chị, không cần phải đi á. Nhung thì có tính tiết kiệm hay gom mua để dành vậy đó. Nhiều cô bán chị thì có thể cũng mình chọn cách không mua, khi nào mình ăn thì mình đi mua cũng được. Một số cô bán chị có suy nghĩ á, lại nói Nhung á là đâu có cần thiết đâu, với lại mua cũng đâu có bao nhiêu tiền thuế đâu mà đi mua gom cả đống này kia bỏ nhà tùm lum này kia nọ. Thì nói chung là mỗi người có một suy nghĩ khác nhau cô bác anh chị. Nhung thì thứ nhất là Nhung cũng không có đi chợ thường xuyên đó. Do Nhung không có thời gian nhiều. Đi làm trong tiệm thì thường mấy người trong tiệm đi chợ thì Nhung hay gửi đó. Mà nhiều khi mình gửi người ta quà mình cũng ngại nữa. Nên lâu lâu có dịp đi, thứ nhất là không có thuế như thế này nè. Thì những cái đồ ăn mà không hư thì thường Nhung cũng mua để dành. Để khi nào mình ăn cần có đó, không cần phải đi chợ. Tại nhà Nhung cũng xa chợ mà Nhung cũng ít đi nữa. Nên nhiều khi mình muốn ăn cái không có dịp thì mình mua để sẵn. Những cái đồ nặng nặng này mình tự mua đó,
Còn ví dụ đồ nhẹ nhẹ thì mình lâu lâu có người đi chợ thì mình gửi được, chứ đồ nặng mình gửi người ta mình cũng ngại nữa cô bác anh chị. Đây là hóa đơn tính tiền của ba chợ ha. Đây là chợ chợ nãy Nhung nói là chợ quốc tế đó. Cô bác anh chị thấy cái dòng ở chỗ hôm nay không có dòng thuế ha. Thường thì sẽ có dòng thuế, thì hôm nay cái phần tính tiền thô thô này nè là không có thuế, không có cột thuế. Đây có cột thuế nhưng mà người ta ghi cột thuế bằng không. Đó, cô bác anh chị thấy rõ ha. Và tiếp theo cái receipt này là nông thác, nô thuế luôn nè cô bác anh chị. Và mua ba cái receipt này, ba cái hóa đơn này tính ra cũng 400 đô rồi. Nếu mà 400 đô cô bác anh chị mình phải chịu thuế là cỡ khoảng 40 đồng trở lên. Thì Nhung cũng vừa dẫn cô bác anh chị mình đi khám phá những cái chợ mà hôm nay là được giảm giá không có tính thuế ha. Nói chung là những cái chợ mà Nhung đi ngày hôm nay là không tính thuế. Mình tất cả các đồ ăn, đồ xài thì phải tính thuế, nhưng mà đồ riêng đồ ăn thôi. Chỉ có riêng đồ ăn là không tính thuế trong cái tháng 8 này, và cũng có thể sẽ kéo dài đến tháng 9 luôn. Nhưng không biết là chính xác như thế nào hay không. Thì nếu mà kéo dài tháng 9 thì là cô bác anh chị mình sẽ có thời gian nhiều hơn, xa hơn để có thể mua được đồ ăn ngon hơn. Thì Nhung cũng vừa chia sẻ xong. Đến đây thì Nhung cũng xin phép được kết thúc video tại đây. Chúc tất cả cô bác anh chị mình xem video vui vẻ nha. Nếu mà yêu mến hai chồng Nhung thì vui lòng cho hai chồng Nhung xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh ủng hộ Nhung. Và nhớ bấm luôn cái chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video mới. Video mới thì Nhung sẽ đăng vào mỗi thứ ba và thứ sáu hàng tuần vào lúc 8 giờ sáng, tương đương với khoảng 8 giờ, tương đương với khoảng 20 giờ Việt Nam cùng ngày. Cô bác anh chị mình nhớ đón xem ủng hộ Nhung nha. Giờ thì Nhung xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả cô bác anh chị em mình ở những video tiếp theo. Bye bye cả nhà.